chóng mặt quá à. Đi chơi vậy mới vui nè. Rồi rồi sao đi chạy. Bên đây nó còn vắng quá ha. Bên đây có gia đình ta sống không? Thấy camera hành trình không? Ồ cái cây lớn. Cái cầu gì hả? Mấy cầu là đi trên gạch dẻm mà. Khám phá rừng Hòn Mọc. Cái gì đá? Giếng nước ngọt hả? Bye.
Tới rồi, tới rồi, tới bãi biển rồi. Ôi cây gì lớn vậy? Wow. Ở đây. Em ở đây thì có nước uống với đi. À, có cháo gà có. Cơm ghẹ này kia có không? Ghẹ có. Cơm á. Cơm ghẹ có. Lẩu hải sản. Lẩu thì không có rồi, ở đây không. Dạ. Đó người ta khác. Người khác. Dạ. Lẩu thì không có đâu. Em thì ở đây phục vụ ở trong đây á là đồ nướng này với lại ghẹ gà mấy cái đấy thì nó có cá nướng không? Cá thì ở đây cũng có được cá mú mà nướng thì nó không đắt nhỉ. Dạ. Cá nhỏ á nướng hay với cơm ghẹ? Dạ chắc tế anh có thực tế thì dạ với cơm ghẹ dễ như cơm ghẹ. Cơm ghẹ đĩa nhỏ thì 75.000, còn đĩa lớn là 200. Có bán cơm trắng không? Có cơm trắng luôn. Cơm trắng thì ăn gà luộc. Trắng với gà nướng. Cơm trắng là nướng. Ủa vậy chút em, ở đây có nước sẵn không? Em có sẵn. Nhanh không anh? Nhanh. Lặn được nhưng mà kiểu à nổi hả? Sợ lặn chìm luôn á, chứ còn lặn nổi là bình thường. Lặn mà chỉ 3 ngày nổi á. Cái này phải buộc dây vô giò mới được. Có gì nghĩ vô á. Bị nướng gà đây. Chết lâu bao lâu á, tại khỏi đi khỏi. Chị biết ốc cờ nằm đâu không? Trời, quên cái bịch thịt gà nữa, thôi. Ngồi mất tiêu với mấy ảnh nữa. Mưa bên đó. Mưa bên đó mày nghe luôn trời. Mưa hả? Ừ. Mưa bà. Ở dưới cửa cạn nó mưa. Ở đây thì đèn gửi kẹt nó có mưa.
không? Sao mưa được? Ở đây sao mưa rồi? Rớt con trang kìa. Nó mưa kìa. Mưa. Không đâu, bên kiện sát đây mà. Kiện không có mưa. Kiện sát đây không mưa đâu. Không có kiện sát đây. Cái gì vậy? Ngon quá à. Gà. Hai nhiều gà này nhìn ngon nè. Thật thúng. Gà cho ăn bắp không đó. Chắc đi bắp. Mày nói gà nội. Bữa chốt ghê qua nhà em giặt hai gà cha bá. Bà nội giặt hai con gà. Chẳng 18 đứa con. Giặt hoài luôn. Giặt nhất bằng thịt nó luôn. Cái này đúng cay luôn á. Hồi nãy xưa xưa ra anh đẩy gần quá. Kìa cái đuôi con gà chứ cưng gì vậy, sợ không? Không có gì ngon thiệt. Mấy này nó lên chốt này nó trốn vợ này nó nhậu sáng kìa nó uống xỉn câu không ai biết đâu tụp kìa. Ngủ luôn, ngủ giỏng luôn. Ngủ giỏng luôn, ăn ngủ sao chiều vậy luôn. Dâu kim con gà. Con cá heo nữa nướng bia đây nó quất cho xỉn luôn. Đâu? Ngon. Mình làm sạch chứ bộ. Mần gà ham hơn mần vịt. Vịt lông con, cái gì lông con nó dữ lắm. Ừ. Rồi luôn mình cái... chó, chó nướng mẹ. Ghê. Ủa, ăn thịt chó hơn thịt người nữa. Quất không á. Thịt chó là chỉ quất không á. Thì bữa nào mình làm thịt chó lão hạt đi. Ừ, viên đông thịt chó lão hạt đó. Cậu ngủ như trên. Kể cây của người ta bơi. Ê, leo lên đó thưa ơi. Cây im ha. Đi bãi đằng kia có ốc cờ không? Một con gà đầy cái này luôn mà. Vừa luôn. Trái tim nó gần đâu? Nó mỏng. Nè. Dạ. Ừ. Quả tim. Cái đó giống như trái cật quá. Trái cật. Lọt á. Không có trái tim hả? Nãy có lá gan mà bấy chân. Sao ăn được, anh sẽ ngồi ăn. Sao không được, anh sao không được. Ăn à, gì tùy cục quá. Sao không kinh nồi cơm ra mà mất kỳ vậy ta. Trời ơi, mình mua cơm đó nội, tao bán ra như đây à. Bán nồi đi. Bán nồi. Bán hộp cơm. Mình mua cơm trắng mà. Rồi, để em vác nhiêu cho. Đó, lấy cái này ăn. Rồi, cho chị Hương làm ở đây. Mày để rừng xương vô cho bà ta. Ủa, lan trên cây đó là kìa bộ. Đúng không? Ừ.
Trời ơi đúng bài luôn mấy người ơi. Nó phải bắp nó nướng ăn được cái trời ngon lắm trời. Rồi bẻ trái xuống đi. Nó cứ ngắt ăn mà được đâu. Dạ, dạ rồi. Đâu chứ mình là đắng mình lửa cây cây. Cơm đi, cơm đi chứ này. Ủa tính chấm cái đó ăn chứ ai ngờ cho nó mặn mặn vậy hả? Ừ. Tính nó ăn miếng chanh đó chứ. Có không? Bỏ chanh ra luôn. Rồi ăn cơm đi. Ngon vậy? Ừ. Nóng vậy. Ngồi qua ăn đi anh. Ngồi đây bà. Là ngon thiệt trời. Mình phải đứng như này ăn ướp phê hả? Ướp phê, ngặt ướp phê. Ừ. Vô, vô. Ngồi uống lon. Trời nồi, ăn bắp. Ngon anh. Chắc như bắp. Ngon thiệt á. Cà chè. Gà dai, rộng dở hơn cái cá nóc chân à. Ừ. Mua đi, mua đi. Có bán không hỏi đi, bán. La đi Vinh. Thù nó gà mà nướng cái, nướng cái đùi vậy là. Bán nó bán nè, người ta làm người ta bán chứ người ta ăn. Hỏi chứ, hỏi ra. Hỏi sao? Con cá không chứ rồi. Con hỏi dễ gì kìa. Kìa kìa, dính cá kìa. Nghe hả? Dính mắt cuộn nó kìa, để mừng bật mừng. Hỏi có bán không? Coi thôi.